vị trả đẹp trả đẹp thiên hình thiên quan địa tịch bảo hộ nhân sinh kim thời đệ tử trương thị giang phụng tống thiên đình húng tốc khai thiên địa thủy môn hồng phấn xa và minh thiên đế nhật nguyệt thanh y sứ giả bạch y đồng đương di lạc phụng biểu ất nam tê trường quan âm dẫn độ ngọc nữ khai trương kim đồng vũ khí phán thanh hùng xanh tín chủ kỳ đà sở nguyện ý xả cầu tổng tâm hùng ca định kim ngân tải mã tốc phi thượng thiên tán phi hùng định tốc linh thiên lễ động bái trên mo định được khánh khánh kiệt trần sau cho ra ngoài gặp hay gặp mắt sẽ cầu lộc đắc lộc cầu tài đắc tài một cầu nhân duyên giải con nam mô a di đà phật con này ngũ vị sứ giả để chấp lễ chấp bái chấp kêu chấp cầu cho đệ tử con xin thành thiện cả nhất tâm nhất lương a di đà phật a di đà phật tiếc mở thung dung con thỉnh tam tòa tiên thanh hội ý công đồng mẫu sang đàn duyên đệ nhất tiên tiên văn thủy mời mẫu đệ nhất tiên tiên tặng phong chế thắng soạn hầu cử đồng xa nhiệt pháp sư mức ngân chư Phật đại hội thất do văn quỷ sư kết tương ngân hành ý tương ngân chư Phật tiền tận thân Nam mô nhang vân cánh Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô nhang vân cánh Bồ Tát Ma Ha Tát Soạn hành giá hồi cung đệ nhị thánh tiên văn thị mời mẫu đệ nhị thánh tiên nguyên xương hiển thành ngôi đền đông quốc chín tam hải ngạn đô niệt minh ngương rõ vô từ mẫu lượng vô ương hỏa đối đắc thanh ngương chi tâm kim cương nhất chú biến thập phương nam mô nhân vân cánh bồ tát ma ha tát nam mô nhân vân cánh bồ tát ma ha tát soạn hành giá thanh mẫu đệ tam ma tôn thị mời thanh mẫu đệ tam ma sinh lần thân lự ba ngư đệ thoại cung a di đà vật thân kim sắc tướng ngọ loan nghiên ngô đằng vân bạch thao huyền chuyển vũ thu di ấm mục tường thanh tứ đại hải quan chúng hóa phật vô số hương hóa bồ tát chúng sực vô biên tứ thập bát nguyện độ chúng sinh kỳ và mạn linh đăng dị lạc nam mô tây vương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đoàn thanh phá đệ nhất tôn quan tôn thị mời đệ nhất bóng tôn quan anh đâm sắc sàng trần gian oai hùng lục chi thần thông minh quyền thu tam ma giới phi phong y phép tôn quan niệm màu thì nghinh
quang nghi dòng nhan thập cờ diệu quang minh chứng đền trung nhã tích tăng cúng giảng kim phục hoàng lần cận thánh chúa thiên dùng nhà chân gian có sơ dâng nên quan về tâu đôi chép biên rõ ràng phí cho tu chữ chữ hưởng gì mở phủ trình đồng nam dâng mở vũ trình đồng trình danh trình diện sớm ở cầu sư huyên vào hàn để tử cung tiên lớn về mở quạt cái đàn đi mát gió mát mây quạt cho mát gió mát mây hai quang rộng nhan thập cờ diệu quang minh xứng đàn duyên nhã tích tăng cúng giảng kim phục hoàng đất cận thánh chúa thiên dùng nhàng thấm hết bụi trần khăn tiên thấm hết bụi trần thanh cao rồi lại người phật thanh cao trải chút cho đồng lớn về trải chút cho đồng thanh cao rồi lại người phật thanh cao lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng hà thông lại đẩy cây thông dược già bốn mùa tươi tốt như hoa kiểm soát lễ nghi lớn ngư đồng kiểm soát lễ nghi cấp nương cấp thực cho đồng hôm nay khai giếng mở hồ quấn ngự đồng khai giếng mở hồ lấy ở sông ngân nước này lấy ở sông ngân tưới lên cây đức đâm rồi nở hoa cho màu xanh rồng mở bao la tiên tẩy bụi trần thanh cao rồi lại mười phần thanh cao con cháu cháu đề đà gia đình hạnh phúc tràn hòa niềm vui như tiên thánh muôn đời số lặng bởi trời căn cao số lặng bởi trời lập đàn mở phủ cho đời vinh hoa con cháu cháu đi đà đệ tử cung tiên vào làm đệ tử cung tiên kéo cầu mở phủ khép biên sắc rồng trước cửa ngọc hoàng tam danh tam giới tam quan đi sinh thiên linh ngoài bút chuông phê biên người số mực đổi người số son phê cho đôi chữ trường gì khai quang song nhan thâm cờ siêu quang minh chiếu hình nhân khai nhật khai nhị khai chi thông minh khai toàn thân
thượng giới tôn quan ngài giang thế tuân sắc trời có lớn kêu thế độ dân quý gia lâm liệt nên như thần xanh non toàn lấp quan lớn ngăn sông nhị ha họ trường thì cho sức mạnh đôi đường dùng mệnh đôi đường về cho dùng mệnh đôi đường đầu năm chí vui lộc tài đề ra bốn mùa vàng vàng can qua
thương họ Trương chân chuyên vất vả. Anh em xa gần không có, nhưng nhất tâm mất một con anh ta cho mười ha. Trời đất quang lớn làm mưa xa, chớp rối nổi cơn rông cây cùi đổ xô xoan hành gió hồi cùng giám sát hiền cai ngôi thượng ngàn thì mời quan đến ý quyền cai thông chi thiên địa khâm sai ý quan đại thần. Nghi vân tôn quan giá võ đặng nghi vân đi bát môn đi công từ xa gần đều đến làm tôi ý. Cơm siêu quang minh chiếu tự trung ngã tích tăng cống sàng kim phượng hoàng lân cận Phật thánh chúa thiên trung vương. Sớ điệp dâng lên kim ngân, sớ điệp dâng lên quan bì tống đối biên rõ ràng phê so đôi chữ trường sinh. Khai quang song nhan thâm cờ siêu quang minh chiếu hình nhân nhân khai nhận khai nhị khai chi thông minh khai võ thân. Giải suốt so đồng lớn về giải suốt so đồng
dòng nhân cai quang thập tờ diều quang minh xứng đạn duyên nhã tích tăng cúng giàng kim phục hoàng lật bật đi thành chúa thiên dùng hương. Lại nở ra rồng xứng rồng lại nở ra rồng cả thông lại đầy cây thông dường ra. Kiểm soát lễ nghi và lớn về kiểm soát lễ nghi cấp lương cấp thực do đồng hôm nay. Khai giếng mở hồ có đấng ngự đồng, khai giếng mở hồ nấy ở sông ngân nước này, nấy ở sông ngân tưới lên gây đức đâm rồi nở hoa màu xanh rồng mở bao la. Nấy ở trong ngân tươi do cây xanh tốt độ do đầu tội gốc sai hoa. Tẩy hết bụi trần nước tiên, tẩy hết bụi trần thành cao rồi lại người Phật thành cao con cháu cháu đề đà. Số lặng bởi trời căn cao, số lặng bởi trời lập lan mở phủ do đời bình hoa con cháu cháu đề đà. Đệ tử cung tiên vào nam, đệ tử cung tiên ngang kéo cầu mở phủ chép biên rõ ràng sắc sưng trước cửa công đồng. Số sách dâng lên ngày lành, số sách dâng lên ngòi bút du phê tiên linh, ngòi bút du phê tiến người số mực đổi người số soạn. Không đồ đẹp bằng đền thờ có đứng giám sát cảnh đôi ngang đài lô xô nước chảy san san riêng một thú quỷ cỏ hoang y đẹp như tranh vẽ tam tòa chúa voi tiên mã nhà trần xin đọc cầu an
Do thị kim nguyệt cát nhà tu thiết thượng hoa kim ngân tịnh cung phụ trần cũng sơ văn kiển thân thượng tâu cung đi. Nhà phủ chi đồ ngũ nhạc đại đế thần vương ngọc bè à. Nhà phủ nhạc tiên thượng hàn thanh mâu lê mại đại vương trưởng sư âm công chúa cung quyết à. Nhà phủ liệt vị hoàng tử vương quan sư văn không sai công chúa cùng mạnh thách tiền. Nhà phủ lương cảnh thổ địa linh quan nhất thiết thanh dung vị tiền phục nguyện thiên vận đình nhậu liên thất nguyện thất nhật thần khâu thủ bách bai thượng sơ. Ngồi bút du về thiên đình ngồi bút du phê tiến người số mực đổi người số son. Đôi chữ trường sinh phê cho đôi chữ trường sinh lại thêm bốn chữ khang linh thọ trường phi cho dũng mạnh đôi đư. Đàn chim sẻ dịu dàng cá dưới khe tung tinh tượng cung đơn trên đỉnh thượng y ná tùng reo đẹp đẹp như điểm trông quay hùng nghỉ
thủy phù. Phép y bầu quan tôi tu tôi linh lệnh truyền thủy bộ chư sinh trình đề tai sát lên chơi biển trần thế gian ý. Hoàng đất gần đi thành chúa thiên chủ nhà số điệp dâng lên kim ngân số điệp dâng lên quan bì tấu đối biên rõ ràng phê so đôi chữ trường sinh phong thủy như nay điểm khai thần nhân chiếu quang minh khai nhĩ nhĩ thinh thanh khai khẩu khẩu năng thực khai tâm tâm quan hỷ khai túc lăng bộ hành dòng nhan thập cờ diều khai quang chiếu hình nhân nhân lớn về xứng hỏa đan duyên xứng hình xứng mang xứng tâm cho đồng uy ra chặt thấy biết tay quan thì tấu đối xếp biên rõ ràng thật cờ diều quang minh xứng thuyền rồng mở phủ trinh đông đan dâng mở phủ trinh đông trình xanh trình diện sớ hồng chuông biên vào nam để tử cung tiên mở quạt khai đàn có đến về mở quạt khai đàn là quạt cho mát gió mát mình xưa đi nghiệp trường tai ương ở đời thấm mết bụi trần khăn tiên thấm mết bụi trần thành cao rồi lại bụi phật thành cao đồng có lớn về trải xuất cho đồng thành cao rồi lại mười phần thành cao dòng nhân khai quang thật cờ diều quang minh xứng đàn duyên nhã tích tăng cúng giảng
kim cung hoàng đất thật đi thành chúa thiên dùng nhà. Bóc vỏ khai tâm có đấng ngự đồng, bóc vỏ khai tâm cho trứng rồng này nở ra rồng. Lớn về kiểm soát lễ nghi, cấp lương cấp thực thực cho đầu đầu hôm nay. Khai giếng mở hồ có lớn về khai giếng mở hồ, tươi cho cây xanh tốt đủ cho đầu đầu hội gốc sai hoa. Rộng mở bao la màu xanh, rộng mở bao la thơm danh lức tiếng gần xa vui mừng. Tẩy hết bụi trần nước tiên, tẩy hết bụi trần thanh cao rồi lại gửi Phật thanh thanh cao. Số năng bởi trời căn cao, số năng bởi trời tôn nhang mở phủ cho đời vinh hoa con cho cháu tỷ đa. Đệ tử cung tiên bao năm, đệ tử cung tiên đang kéo cầu mở phủ chép biên rõ ràng sắc rừng trước cửa công đồng. Số sách dâng lên ngày lành, số sách dâng lên đôi chữ trùng sinh phê cho đôi chữ trùng sinh. Tiến người sớm vực vực đổi người số son. Nhân ngày khánh hội y quan lớn về mở yên trường sinh yến mở trường sinh bày ban ban khắp hết công đồng. Xuân nàn quế tiêu thiều nhạc vô chư vị khâm sai cai đồng thủ mệnh công chúa thánh điện
Dù không hành sứ giả trưởng bả tào quan nhất thiết thanh trung vị tiền phục nguyện thiên vạn đình dậu liên thất nguyệt thất nhật thần có phủ bách bai thượng sơ. Ngói mút du phê thiên đình, ngói mút du phê thiên người số mực, đổi người số so. Qua đài sang sông Thao con sông cả
kéo quân về người đông ngã ba tranh. Vui sương ca đàn hát đập đành, hương âm phú đọc lầy đàn anh chơi bời. Tan tiệc rồi, tan tiệc rồi về chơi chốn thủy phù. Dóng cân đài đi mão vào tàu, bắt năm ba đồng tử theo hầu. Vào cung vương phủ ra sầu bị mâu vương. Sơn hành xa hồi cung, tiêu quan quan cung thủy mời quan đệ tử. Vương con trời ra cử từ tiên cung. Bảng vàng chói chói vua phòng, quyền quan đệ tử nghe oai hùng đại vương. Ngã tích tăng cúng giảng kim phục hoàng lân cận Phật thánh chúa tiên trung vương. Chúng quả đạt duyên con ấm về, chúng quả đạt duyên chúng thức hình dân ma. Chúng tâm cho đồng huy ra chẳng thấy biết tay. Gian có sơ dựng nên quan về tôn đối xem biến rõ ràng thì cho đôi chữ trường sinh. Đôi chữ trường sinh về so đôi chữ trường sinh sự phú chữ quý an linh thọ dùng về so dũng bệnh đôi đường. Song nhan thâm cờ diệu quang minh chiếu hình nhân khai nhận khai nhị khai chi thông minh khai toàn thân mở phủ trinh đông đang dâng mở phủ trinh đông trình xanh trình diệt sớ hồng chu biên vào làm để tới cung điện.
mở quạt cho đồng có đến về, mở quạt cho đồng, quạt cho mát gió mát mây, xua đi kiếp trường tai ương ở đời. Thấm hết bụi trần khăn tiên, thấm hết bụi trần thanh cao, rồi lại quỳ Phật thanh cao. Giải thoát cho đồng đi, dòng nhàn khai quang thập cờ diệu quang minh chứng đàn duyên nhã tích tăng cúng dường kim phục hoàng lần lần đi thành chúa thiên dùng nhàn. Bóc bỏ hai tâm đơn nữ đồng, bóc bỏ hai tâm cho trứng rồng lại nở ra rồng. Quân ấn ngưỡng đồng kiểm soát lễ nghi, cấp nương cấp thực cho đồng hôm nay cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Con lớn về cái giếng mở hồ, tươi so dây xanh tốt độ do đồng tôi gốc sai hoa. Rộng mở bao la màu xanh, rộng mở bao la thơm danh lúc tiếng gần xa vui mừng. Thấy bụi sơn bước tiên, thấy bụi sơn thanh cao rồi lại mười Phật thanh thanh cao. Đệ tử con không dám đơn sai, nguyện là tôi tiến thanh so tới khi so hòn đời. Đệ tử cung tiên vào làn, đệ tử cung tiên kéo cầu mở phủ, chép biên sắc rồng sắc dâng trước cửa ngọc hoàng nghi. Tam danh tam giới tam quan đi xin. Sớ sách dâng lên ngày này, sớ sách dâng lên ngòi bút xưa về thiên đình, ngòi bút xưa về tiên người số ngực đổi người số son. Tiệc bàn đoan kiều mời quan ấn đệ tử ý vốn con trời ngài cai quản ý tòa thiền cung bảng ý vàng trói trói bàn phong quyền quan đệ tử oai hùng đại vương. Việt Nam quốc Hà Giang tỉnh Bắc Quang huyện Hùng Anh xã An Bình thôn Y Phu huyện Phú Linh từ thượng Phật thanh niên cung đường thiền tiên lễ cùng anh nhà gia chắc giang dương đồng cờ bán mạnh bình an lợi lộc thanh thông sự kim thần thanh đồng phạm thị điệp bán mạnh sinh đinh tỉnh liên hành canh tư tập nhất tuế đại tâu dân chỉnh tân đệ tử
Trường thị giang bản mệnh sinh nhâm thân niên hành canh nhị thập lục tuế thành tâm tiên lễ. Xin khai đàn mở phủ xuất phủ trình đồng lễ mở tam tòa chúa bói. Tiên mã nhà trần xin đọc cầu an ân nhận hương cán thanh linh thủ giáp phản tâm ngôn nhiệm thần đẳng thảo sinh mạch ốc thuộc thanh đồng cô vĩ định vũ thiên đỉnh mạch thuộc căn nữ tư phủ. Vì tử nhân tâm tưởng vọng mà cảm thừa vi tư nhân hạnh tiết sĩ kỳ cung hành trình lễ do thì kim nguyệt cát nhà tu viết thương hoa kim ngân tịnh cung phù trần vũ sơ văn kiển thần thượng tâu cung vi địa phủ chi tôn bắc âm phong đô nguyên thiên đại đế ngọc bệ hạ địa phủ địa tiên đệ nhị quỳnh hoa dung liễu hạnh công chúa cùng quý đà địa phủ liệt vị hoàng thái tử vương quan chư ban khâm sai công chúa khách tiền địa phủ diêm na sứ giả trưởng mã tào quan nhất thiết phục nguyện các giá hội đồng chư tôn chắc nháng tòng dung giá ngự thứ tự quan âm tá khẩu thông truyền hội đồng chuẩn na tỷ đệ tử kim nhật tứ hữu tưởng vọng chuyển phong nhi tâm tính viên minh trương thời hợp cách thành đồng khai nhẫn nhị thông truyền chỉ phản nhất tâm kiếm pháp vạn bội thừa nhàn các mục thành nhân kinh nhất bình doanh chi chi cẩn sư ngoài bút chúa phê thiên linh ngoài bút chúa phê quan thiên người số mực đổi người số phòn phê cho đô chú trường sinh phi so đôi chú trường sinh chữ phú chữ quý khang linh thọ dương đạo Phật nơi truyền ban nhịp cầu quan lớn em bắc nghe sưng ân hà liệt hàng tinh đấu bày sang nghỉ chơi hoàng hành hành gió
cục lâm liệt tùng hoành quan đơn quân nguyện sao y lâm liệt tùng hoành trừ tà sát quỷ lên danh bậc tương tài đi tấu đôi bộ y điên nàng nào nước nước đi dập dập quê kim phục hoàng lần cần đi thánh chúa thiên chủ nhà dâng lên kim ngân sớ hiệp dâng lên quan vì tấu đối chép biên rõ ràng phê so đôi chữ trường đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh lại thêm bốn chữ khang linh thọ trường phí cho dũng mạnh đôi chữ sáng lỡ tào quan đệ tử con sáng lỡ tào quan làm tào bóc đầu xưa phê dành dành
Luân bí tư
trường tu. Quan tuần trăng sáng ngự lên sập công đồng. Sắc vu phong ngại kiểm chi tam giới. Hay sóc tà sát quỷ dư tinh. Tấu tôn quan vạn phép buôn định. Quyền ông cai quả thiên dinh tức nhà trời. Đồng ai ngượng đồng ai ngại mình quyền bóng quy lương ngoài trời thủy khi đoan trăng bóng quan đến ngài biển hách uy quan ra tay tế độ trần gian con đường nhờ lúc bấy giờ ngài uy ra hùng hồ lương nguy trời dân đùng 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 nổi trận phong vân thượng đồng ban sâu cứu dân đông trừ ta quý quan xa thì thống mây thét gió ai có tà quan đến trục tà xa kỳ hoặc dù ai bệnh nàn chưa có tới kia quan để ngũ cửa nhà được bình an đêm ngày ngày giữ việc thủy cung đội lợi cứu chủ cứu độ quân dân dù ai cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân được hiền hòa ngài kiếm chi văn võ các tòa quan về giá ngự thì sướng ca trong bản đền chữ thập ngài đồ cho đệ tử bách niên dài thọ trừ nhất nguyện giáng phúc sự tài độ cho tín chủ ai ai cũng thị thường nhị nguyện cho buôn bán trăm đường tiền tài lưu loát bạc vàng lại đề đà nguyện thứ ba cho công hầu cập đệ độ đệ tử phú quý sâu sang tứ nguyện cho quốc hai dân an qua cơn linh biến sang cơn thái hòa sử con chép đời hùng chiều tập bát đất địa linh bạch bạch hạc phong châu quan lớn tuân rừng xa tắc dài lâu nhớ công ơn tiền tổ đời sau giữ gì vừa gặp lúc bè yên sóng nặng chiều bách thần truy tặng phong công quan tuần tranh đấm liệt oai hùng dựng dựng đèn cứu quốc phong công hạ đầu đền linh giang tối linh thiên văn cổ thừa
đang thần thực đích dụng quân rằm tháng hai đảng nhật xưng thần 25 tháng 5 ngài nghiệt quá khắp quân dân tới đảo cầu. Trên lại có nông xa hồ phục nốt tam đầu quần quốc châu nên lân dần hạc giá đôi bên quan tuần trắng sáng ngự lên sập công đồng sọt hành giá hồi cùng bát hải đồng đình ôn ấn điều theo vua cha bát hải đồng đình là tân quan điều thất xa hồi cùng tam vì ba chú mường cũng thỉnh mời chú mà về nhất tây yên từ chút lai sang ngư đồng tối linh linh tóc mây một mái dườm già nâng ngóng má vẫn nghĩ xa ngả tuyết đô có sân cai đường sắt mái đồ áo hoa hiền từ đường tàu đường sang ý à cai còn các bộ hầu nàng tiên vâng lệnh truyền sang phúc trừ tai ý à ý à khi xuống nhiệt vì thoáng thoảng mùi hương hồng hào tỏa sang bốn phương ý à. Sáng mừng quý thì nay đi sáng mừng mừng đồng ý à. Dâng lên tâu đối người phương độ trì tay dâng hương điện
những niềm từ bi đi à, à, à. Đàn xa đỡ chiều lục cung nàn nàng ai vốn dòng sườn trang tính chút bài bằng chút măng xa măng tre măng nứa cơm nam chàng ăn ơi à. Đêm đêm đốt đuốc soi đường sáng nghe tiếng thu thu rừng gọi nhau lúc ai sáng sò sao một đồ do sáng thức từ dưới già để trên hàn lắm quả nhiều hoa tiền chú đút đút vào xa sớm chiều ý à, à, à. Đàn dân mà phố ta to trình danh trình diện sớ hồng chúa biên nay vào nằm để từ chúa tiên ơi à. Xuống tiên vào làm đệ tử xuống tiên tạm danh tạm tới tam quan đệ trình ý à, à, à. Sân có lọc thu đông đó tài cho mùa hè tấm ách chữ ta ơi à. Đệ tử con nguyện cắt tóc làm tôi làm đường tiên thánh so tới khi xọn đời cầu cầu linh con cầu cầu tài sơn nguyện ý à. Dọc bờ bao la thực dành lúc tiếng gần xa vui mừng mừng ý à.
Chúa tiên kéo câu mà phù chép biến rõ ra. Này sắc dừng trước tựa công đồng mà ơi à. Đang đi về bán đến đây. Chăm bông hoa đua nở để ngàn tay hái. Người trên vai đang chịu trái thơ. Dùng ra dùng gì quỷ nắng đâu nó. Dùng ra dùng gì quỷ nắng đâu nó. Mình chú hai hoa, hai trăm hoa đen vì dương bầu. Đồ cho thành đồng phúc lộc dài lâu. Đồ cho thành đồng phúc lộc dài lâu. Mịt mờ ngàn chéo leo núi non. Mịt mờ chim nghe vườn ngọt nghe khúc nhạc ngờ ngờ vang. Đi chi đi đến ngàn, đi chi đi xuống núi u vàng cả núi rơi ơi rồi rơi. Diều tâm nghi dân chúa ba vò. Cơm lam thịt tí hê xua măng cầu. Tiền dân chúa ba vò quanh vò xanh. Chầu tìm canh tư hương xuống lại hay thuốc lào. Tóc mây một mái rơm già lưng ong mà phần già ngà tuyết đông đông. Có trông cài được sắt mái đầu á hoa hiên gương tàu chút điểm trang đi à. Trời ra phúc từ tai ý à ơi à.